English for study in Australia. Tiếng Anh du học Úc. Lesson 16, Around Campus. Bài 16, Dạo quanh trường học. Xin chào, Thanh Tùng. Và Kim Anh, Đài Úc xin thân chào các bạn. Thưa các bạn, đây là loạt bài tiếng Anh du học ở Úc do em Melbourne Úc biên soạn. Chương trình tiếng Anh gồm 26 bài này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho thời gian du học và sống ở Úc. Khi theo dõi cuộc hành trình của 4 du học sinh tại thành phố Melbourne, bạn sẽ thấy được những khía cạnh quan trọng của nền văn hóa và giáo dục tại Úc. Bài 16. Dạo quanh trường học. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các cơ sở và dịch vụ trong khuôn viên một trường đại học tiêu biểu. Ngoài ra, bạn cũng sẽ làm quen với những cách diễn tả khi bạn xin chỉ đường hay khi bạn chỉ đường cho người khác. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bạn sẽ có dịp tập nói những câu và cụm từ quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn nên cố gắng tự lặp lại toàn bộ cuộc hội thoại để làm quen với cách nói tiếng Anh của người Úc bản xứ. Bạn có thể vào trang web của Đài Úc để tải toàn bộ cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. Trong bài này, Rocky hoàn toàn rảnh rỗi, thế là anh chàng dự định gặp người bạn chung nhà John. Và John sẽ dẫn anh ta đi thăm trường đại học của mình. Excuse me. Xin lỗi anh. Yes. Anh hỏi gì ạ? Could you tell me where the business faculty is, please? Anh làm ơn chỉ cho tôi biết khoa thương mại ở đâu không? Sure, it's way over the other side. Được chứ, nó nằm ở phía bên kia. Really? Vậy à? Yeah, just turn right past this building, follow the road to the end and cross over Grattan Street. It's on the left, opposite University Square. Okay? Ừ, anh cứ rẽ phải sau khi đi hết tòa nhà này, đi tới cuối đường và băng qua đường Granta. Nó nằm ở bên trái, đối diện với University Square. Anh rõ chưa? Okay. Thanks. À, được rồi. Cảm ơn anh. Rocky. Rocky. Hi, John. Sorry, I'm late. I got lost. Chào John. Xin lỗi, tớ bị trễ. Tớ bị lạc đường. I've been trying to call you. Tớ đã cố gọi điện thoại cho cậu. Yeah, I forgot to recharge my phone again. Ừ, tớ lại quên sạc điện thoại của mình. Well, my next lecture isn't until 2, so I can still show you around. Này, 2 giờ mình mới có lớp kế tiếp, vậy mình vẫn có thể dẫn bạn đi thăm trường. Is there anywhere we can eat? I'm starving. Có chỗ nào để tụi mình ăn không? Tớ đói lắm rồi. Let's go to the Union Cafe. They have the best hamburgers. Tụi mình đi tới tiệm cà phê Union vậy. Bánh hamburger ở đấy ngon không chê vào đâu được. Yes. Ừ. Then I'll show you the library. It's pretty impressive. Sau đó tớ sẽ chỉ cho cậu biết thư viện. Thư viện này tuyệt lắm. This place is as big as a town. There's even a post office. What's that building? Nơi đây rộng như một thành phố vậy. Có cả cửa hàng bưu điện nữa. Đó là tòa nhà gì vậy? That's the new Botany building. It won an award. Amazing, isn't it? Đó là tòa nhà Botany mới. Nó được giải thưởng đấy. Quá đẹp phải không? Yeah. Ừ. Well, here's the Union building. À, đây là tòa nhà Union. You're right about the hamburgers. This is delicious. Những gì bạn nói về món bánh hamburger quả là đúng. Bánh ngon thật. Cheap too. Lại còn rẻ nữa. Some of these clubs sound funny. Look, the More Beer Club. Một số câu lạc bộ này có tên nghe thật buồn cười. Coi kìa, câu lạc bộ thêm bia nữa đi. Yeah, I've joined a couple. The Photography Club and the Go Game Club. I've made a lot of new friends that way. Ừ, mình đã gia nhập một vài câu lạc bộ nhiếp ảnh và câu lạc bộ Go Game. Như vậy mà mình đã kết bạn với rất nhiều người. So do you have to join the student union? Vậy cậu có gia nhập hội sinh viên không?
No, it's not compulsory, but it's a good idea. You end up paying half price for things like the services in the computing room and lockers. Không, không bắt buộc. Thế nhưng tham gia hội sinh viên cũng là điều hay. Bởi vì bạn sẽ chỉ phải trả nửa giá cho những dịch vụ chẳng hạn như là dịch vụ trong phòng máy vi tính hay là tủ đựng đồ. Wow, there's a magician's club. That sounds like fun. Ôi trời, có cả câu lạc bộ ảo thuật nữa kìa. Tên nghe là thấy vui rồi. Come on, Harry Potter, I'll show you the library. Thôi nào, anh chàng Harry Potter, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy thư viện. Khi bắt đầu học tại một trường đại học, sự phức tạp và những thử thách ban đầu có thể khiến bạn nản chí. Như đã đề cập trước đây, trong tuần lễ chào mừng sinh viên mới, bạn sẽ được hướng dẫn tham quan quanh trường và biết rất nhiều thông tin về phân khoa của bạn qua những tài liệu được phân phát cũng như qua những người hướng dẫn. Thế nào cũng có lúc bạn phải hỏi người khác chỉ đường ngay bên trong hay bên ngoài khuôn viên nhà trường. Cuộc hội thoại trong bài học hôm nay đã cho thấy một ví dụ như thế. Rocky nêu những câu hỏi thật rõ ràng, thế nhưng anh chàng sinh viên này lại không hiểu những lời chỉ dẫn. Khổ nổi vì ngại ngùng, anh lại không dám đề nghị người ta nói lại cho rõ. Nhìn chung, người dân Úc rất hài lòng, rất sẵn lòng chỉ đường. Vì thế, bạn luôn nhớ rằng xin họ giải thích lại nếu bạn không hiểu rõ, lặp lại những câu nói của người khác khi chỉ đường là một cách rất hay. Trong phần thực tập của bài học này, bạn sẽ thấy những mẫu câu mà bạn có thể dùng khi hỏi xin chỉ đường, cũng như khi chỉ đường và hỏi lại để biết đích xác phương hướng. Trong thời gian theo học đại học, bạn nên tham gia các hoạt động sinh viên bên ngoài phân khoa của bạn. Bạn có thể tham gia các đội thể thao và các hội văn hóa cho sinh viên thuộc các nước khác nhau. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể gia nhập những hiệp hội này cho dù bạn không cùng quốc gia như những hội viên khác. Đây là môi trường bạn có thể tìm được tình bạn và sự nâng đỡ. John đã gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh để học hỏi và phát huy khả năng. Anh còn tham gia câu lạc bộ Go Game để giải trí và vui chơi với bạn bè. Bạn có thể gia nhập rất nhiều câu lạc bộ khác nhau. Những câu lạc bộ này phục vụ tất cả sinh viên với sở thích khác nhau. Có cả câu lạc bộ kịch nghệ và báo chí. Hai câu lạc bộ này là nơi bạn có thể trau dồi khả năng tiếng Anh. Ngoài ra, bạn còn thấy những câu lạc bộ với những cái tên thật là tếu như câu lạc bộ uống thêm bia hay hiệp hội yêu sô-cô-la. Thông thường, câu lạc bộ nào cũng có trang web riêng. Bạn có thể vào các trang web này để tìm hiểu thêm về câu lạc bộ. Bạn có thể vào trang web trong bài học này để tìm hiểu những câu lạc bộ khác nhau trong một trường đại học ở Úc. Hôm nay, chúng ta sẽ tập diễn tả cách nói trong trường hợp bạn nhờ người khác chỉ đường hay khi bạn chỉ đường cho người khác. Mời bạn nghe phần tiếng Việt rồi lặp lại phần tiếng Anh đi kèm sau đó. Xin lỗi chị có thể cho tôi biết phân khoa thương mại ở đâu được không? Excuse me, can you tell me how to get to the business faculty, please? Xin lỗi anh, làm sao để tới văn phòng du học sinh? Excuse me, how do I get to the International Students Office? Xin lỗi cô, phòng đào tạo ở đâu hả cô? Excuse me, where do I find the registrar's office? Ông có thể chỉ đường cho tôi tới tòa nhà hội sinh viên không? Can you show me the way to the student union, please? Xin bà cảm phiền cho tôi biết thư viện ở đâu được không? Would you mind telling me where the library is, please? Rẽ trái ở ngã tư kế tiếp. Turn left at the next intersection. Nó nằm ở đằng sau tòa nhà Union. It's behind the Union building. Xin lỗi, tôi không nghe rõ câu đó. Sorry, I didn't quite catch that.
Anh có thể nói chậm lại được không? Could you repeat that slowly, please? Anh nói là rẽ trái ở ngã tư phải không? Did you say left at the intersection? Bạn có thể chỉ cho tôi biết cách thức gia nhập câu lạc bộ cờ vua được không? Could you tell me how I join the chess club, please? Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Thanks for your help. You're listening to English for Study in Australia. Các bạn đang theo dõi loạt bài tiếng Anh du học ở Úc. Và bây giờ, chúng ta thử nghe xem một học sinh ngoài phố trả lời như thế nào nhé. Chào bạn, bạn là sinh viên trường đại học này phải không? Dạ vâng. Bạn có thể dành chút thời gian để trả lời phỏng vấn cho Đài Úc được không? Dạ được ạ. Bạn đã tham gia câu lạc bộ nào ở đây chưa? Bạn muốn mình kể về câu lạc bộ tốt hay là câu lạc bộ không tốt? Bạn kể cả hai trường hợp đi. Được rồi. Trong khi đang học năm thứ nhất thì mình có tham gia câu lạc bộ Cola Lovers Club, tức là câu lạc bộ những người yêu thích cola. Nghe thì có vẻ vui lắm, và mình cũng thích cola nữa. Mình đoán là chúng mình sẽ có những chuyến đi tham quan các vùng đặc biệt dành cho cola, cũng như là tham quan sở thú chẳng hạn. Thế thì bạn đã tham gia câu lạc bộ ấy được bao lâu? Một ngày. À, sao vậy? Là vì có một hôm mình gặp cả nhóm tại một quán bia. Một sinh viên mặc quần áo hóa trang thành cola đến đó. Và sau đó theo lời yêu cầu thì chúng mình phải lần lượt đến ôm anh chàng cola đó. Thế nhưng chẳng có ai đề cập gì đến cái tên cola cả, mà họ cũng chẳng tính đến chuyện đi thăm sở thú nữa. Thực tế cho thấy, nhóm người này thực ra thích uống bia nhiều hơn là thích cola. Thế chuyện đó không làm bạn bỏ ý định tham gia những câu lạc bộ khác à? Không đâu. Sau đó mình tham gia thêm một câu lạc bộ đi bộ. Thế nhưng lần này mình phải đến kiểm tra xem đây có phải là một câu lạc bộ uống bia nữa không. Hội viên câu lạc bộ này ăn mặc trông như thể là một cánh rừng vậy đó. Tôi tin chắc là bạn thế nào cũng phải kiểm tra kỹ càng trước khi mà tham gia một câu lạc bộ nào đó. Nhưng lần này tôi đoán thì đây là một câu lạc bộ hẳn hoi phải không? Đúng rồi, và mỗi tháng chúng mình đi bộ một lần. Tôi cũng mừng là cuối cùng bạn cũng đã đạt được điều mình mong muốn. Cảm ơn bạn. Và trong một vài lần đi bộ, mình đã thấy được một số con cola đó nha. Ôi, thế thì vui rồi. Cảm ơn bạn nhé. Vâng, không có gì đâu. Bài học bạn có thể rút ra ở đây là bạn phải kiểm tra trang web của các câu lạc bộ trong trường đại học để xem những câu lạc bộ ấy có hoạt động đúng như những gì được quảng cáo hay không. Và bây giờ, mời bạn nghe một phần trong bài hội thoại hôm nay, rồi lặp lại từng câu một. Mời bạn lắng nghe và lặp lại. Excuse me. Yes. Could you tell me where the business faculty is, please? Sure, it's way over the other side. Really? Yeah, just turn right past this building, follow the road to the end and cross over Grattan Street. It's on the left, opposite University Square, okay? Okay. Thanks. Rocky! Hi, John. Sorry, I'm late. I got lost. I've been trying to call you. Yeah, I forgot to recharge my phone again.
Well, my next lecture isn't until 2, so I can still show you around. Is there anywhere we can eat? I'm starving. Let's go to the Union Cafe. They have the best hamburgers. Yes. Then I'll show you the library. It's pretty impressive. Đại học lập ra thư viện để giúp bạn trong việc nghiên cứu và học hành, cho nên bạn phải sử dụng thư viện. Trong thư viện, bạn có thể tham khảo sách, kho dữ liệu trong máy vi tính và các tạp chí có liên hệ trực tiếp tới việc học của bạn. Thư viện còn có các hệ thống danh mục khá đầy đủ trong máy vi tính. Thế mà, có những sinh viên lại không bao giờ đến thư viện. Họ đâu biết rằng làm như vậy sẽ không tốt cho việc học của mình. Vậy bạn hãy nhớ là phải có mặt trong chuyến tham quan thư viện, cũng như giờ hướng dẫn cách sử dụng thư viện. Đây là những sinh hoạt thường được tổ chức trong tuần đầu tiên của khóa học. Nếu bạn biết cách sử dụng hệ thống rõ ràng, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và thu thập được nguồn thông tin chính xác một cách hiệu quả hơn. Hầu hết các trường đại học cũng cho phép sinh viên xem danh mục và kho lưu trữ dữ liệu trong thư viện mà không cần phải đến thư viện. Bạn chỉ cần vào mạng rồi đánh tên bạn dùng để mượn sách cũng như mật mã là bạn có thể sử dụng dịch vụ này. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về Hiệp hội Sinh viên. Hiệp hội Sinh viên giữ vai trò là đại diện sinh viên trong quan hệ với ban điều hành trường cũng như với cộng đồng. Hiệp hội này còn cung cấp dịch vụ và tổ chức lễ hội hay những sinh hoạt khác cho hội viên. Hiệp hội Sinh viên bao gồm các bộ phận chịu trách nhiệm, những lĩnh vực khác nhau về cuộc sống và sinh hoạt tại trường đại học. Chẳng hạn như vấn đề phúc lợi xã hội của sinh viên, những hoạt động nghệ thuật và học tập. Tham gia Hiệp hội Sinh viên sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Mỗi chi nhánh trường đại học có những cơ sở khác nhau. Tuy nhiên, trong một số chi nhánh lớn, hội viên chỉ phải trả nửa giá cho hết các dịch vụ trong trường. Chẳng hạn như thuê tủ để đồ, mượn thiết bị và thuê phòng sinh hoạt. Bạn cũng sẽ được mời tham dự nhiều sinh hoạt vui nhộn và các chương trình giải trí. Một số trường đại học còn có cả thư viện Hiệp hội Sinh viên ngoài thư viện chính. Tại thư viện này, bạn có thể mượn sách vở, nhạc và DVD được ưa chuộng nếu bạn là thành viên của Hiệp hội Sinh viên. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh và tập phát âm ơ như trong từ work và o như trong từ walk. Để phát âm hai chữ này, bạn phải chu miệng ra và giữ cho môi tròn vo. Thế nhưng bạn phải phát âm ơ từ sâu trong cổ họng, còn âm o thì sâu trong lòng ngực. Vậy chúng ta hãy tập phân biệt các từ sau đây. Mời bạn lắng nghe và lặp lại. Were, war, work, walk, fur, thaw, bird, board, sir, saw, perk, pork, curse, course. Và bây giờ là phần luyện phát âm những câu lắt léo. Xin mời bạn lắng nghe và lặp lại câu sau đây càng nhiều lần càng tốt. The girl walks to work early on Thursday morning. The girl walks to work early on Thursday morning. Mời bạn đón nghe bài học 17 trong loạt bài tiếng Anh du học với chủ đề Nói thẳng, nói thật. Xin bạn nhớ ghé thăm trang web của Đài Úc theo địa chỉ radioaustralia.net.au và bấm vào ban tiếng Việt để xem phần hội thoại và bài tập cho bài học hôm nay. Tiếng Anh du học là loạt bài do AIMS Melbourne Úc biên soạn. Muốn biết thêm các phương tiện trau dồi tiếng Anh cũng như chi tiết liên quan đến chương trình dạy tiếng Anh tại AIMS, bạn có thể vào trang web của AIMS theo địa chỉ aims.net.au. Xin thân ái, chào tạm biệt. English for study in Australia. Tiếng Anh du học Úc.
Lesson 17. Speaking up. Bài 17. Nói thẳng, nói thật. Xin chào, Thanh Tùng. Và Kim Anh, Tài Úc xin thân chào các bạn. Thưa các bạn, đây là loạt bài tiếng Anh du học ở Úc do em Melbourne Úc biên soạn. Thưa các bạn, chương trình tiếng Anh gồm 26 bài này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho thời gian du học và sống ở Úc. Khi theo dõi cuộc hành trình của 4 du học sinh tại thành phố Melbourne, bạn sẽ thấy được những khía cạnh quan trọng của nền văn hóa và giáo dục tại Úc. Bài 17. Nói thẳng, nói thật. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu xem bạn sẽ tham gia những cuộc thảo luận trong lớp như thế nào, trình bày các ý kiến ra sao và nói thế nào cho lịch sự khi không đồng ý với người khác. Ngoài ra, bạn còn có dịp tìm hiểu xem tutorials trong trường đại học có mục đích gì. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bạn sẽ có dịp tập nói những câu và cụm từ quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn nên cố gắng tự lặp lại toàn bộ cuộc hội thoại để làm quen với cách nói tiếng Anh của người Úc bản xứ. Bạn có thể vào trang web của Đài Úc để tải toàn bộ cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. Trong bài này, Cathy, Rocky và Angel đang có mặt trong lớp. Bài học hôm nay sẽ bao gồm cuộc thảo luận nhóm về một bài báo. The article I've chosen is about the possibility of young people going deaf from misuse of MP3 players. There's a copy for each of you. Bài báo này mình chọn cho biết là thanh thiếu niên có thể bị điếc nếu như họ không biết sử dụng máy nghe nhạc MP3 cho đúng cách. Bạn nào cũng có một bản sao cho mình. Thanks. Cảm ơn bạn. Hearing experts say that if young people listen to loud music on MP3 players for extended periods of time, they may suffer hearing loss and tinnitus by the time they're 30. Như lời các chuyên gia thính giác, nếu các bạn trẻ dùng tai nghe để nghe nhạc với âm lượng quá lớn hết giờ này sang giờ khác, họ có thể bị lãng tai và bị chứng ảo thính khi họ bước vào tuổi 30. What's tinnitus? Chứng ảo thính là gì vậy? It's permanent ringing in the ears. So now people are calling for a lower limit on the volume of MP3 players. Đây là chứng bệnh khiến bạn lúc nào cũng nghe tiếng ồn ào trong tai. Vì thế người ta hiện nay kêu gọi các nhà sản xuất phải cho âm lượng máy nghe nhạc MP3 nhỏ xuống. What? Cái gì? In my opinion, there's no real evidence that MP3 players can do you harm. The final results of the research aren't known yet. Theo ý tôi, hiện nay vẫn chưa có chứng cứ cụ thể nào cho thấy rằng các máy nghe nhạc MP3 có thể làm hại cho bạn. Những kết quả cuối cùng vẫn chưa được tìm ra. I see your point, but I think this article is a warning to young people. I mean, by the time the results come out, it might be too late. Tôi hiểu quan điểm của bạn, nhưng mình cho rằng bài báo này cảnh báo các bạn trẻ. Tôi muốn nói là một khi kết quả được công bố rồi thì e rằng mọi sự đã quá muộn. Tôi nghĩ. I think this article is a load of rubbish. Music is meant to be heard loud. That's the great thing about MP3 players. Tôi thấy bài báo này chỉ nói vớ vẩn. Âm nhạc phải nghe lớn chứ. Đấy mới là cái hay của máy nghe MP3. But... Nhưng mà... I mean, you can listen without bothering anyone else. Tôi muốn nói là bạn có thể nghe nhạc mà không làm phiền đến ai cả. You've got a point there, Ralph. Katie? Bạn có lý ở điểm này đó, Ralph. Katie nghĩ sao? Oh, it doesn't matter. Oh, đâu có thành vấn đề. Okay, everyone. You can wind down the discussion now. I hope you've all made notes. I'll be calling on you to report back on your group's opinions. 2 minutes, okay? Thôi, được rồi các em. Các em có thể chuẩn bị kết thúc cuộc thảo luận được rồi. Cô hy vọng mọi người đều đã ghi chép lại những gì đã được thảo luận. Cô sẽ yêu cầu các em tường trình lại các ý kiến của cả nhóm. Cô cho các em 2 phút nhé. Oh, we forgot to take notes. Chết rồi, tụi mình quên ghi rồi. I'll do it. Để mình nói cho. Which article did your group discuss, Rocky? Nhóm em thảo luận về bài báo nào vậy, Rocky? We discussed one on MP3 players. Experts say they could cause deafness and people want the volume level to be lowered. Chúng em thảo luận bài báo nói về máy nghe nhạc MP3. Các chuyên gia cho rằng nó có thể khiến cho tai bị điếc và muốn người ta giảm âm lượng của nó xuống. And what was the feeling in your group about that? Thế nhóm của em nghĩ thế nào về vấn đề này?
Well, Rocky said he thought the results weren't known, so they should leave MP3 players as they are. Như lời Rocky, bạn ấy nghĩ rằng chưa ai biết kết quả như thế nào, vì thế máy nghe nhạc MP3 không cần phải sửa đổi gì cả. Yes. Sao nữa nào? And Ralph agrees with him, because the best thing about MP3 players is that you can listen to loud music without bothering anyone else. Và Ralph đồng tình với bạn ấy bởi vì máy nghe nhạc MP3 độc đáo ở chỗ là có thể nghe âm nhạc thật lớn và không phải làm phiền ai cả. Aha. And I think we should take the article as a warning and turn down the volume. Đối với em, bài báo này là một lời cảnh báo cho chúng ta và chúng ta nên hạ âm lượng xuống khi nghe. And Katie? Còn Katie? Oh, I agree with Angel. Em đồng ý với Angel. And why is that, Katie? Và tại sao vậy, Katie? Oh, because sometimes when I turn off my MP3 player, I have a ringing in my ears. Bởi đôi khi em tắt máy nghe nhạc MP3, em nghe thấy tiếng o o trong tai. Yes. Rồi sao? And the article states that this is a sign that the volume is at a harmful level. Và bài báo cho biết đấy là dấu hiệu cho thấy âm lượng đã lên tới mức có hại cho tai. Excellent. Thanks, Katie. Let's turn the discussion over to the class. Kim, did you want to say something? Rất tốt. Cảm ơn, Katie. Chúng ta đem vấn đề này ra thảo luận với cả lớp. Kim, em muốn phát biểu phải không? Như chúng ta đã đề cập trước đây, phương pháp giáo dục ở Úc đòi hỏi học sinh, sinh viên tham gia các sinh hoạt ở trong lớp chứ không được thụ động. Bạn nên đóng góp ý kiến và lên tiếng phát biểu quan điểm của mình. Bạn không thể chỉ ngồi không và lắng nghe những người khác nói. Bạn cũng không nên ngồi chờ cho đến khi có người nào đó hỏi ý kiến của bạn. Bạn cần phải có thái độ quả quyết trong những cuộc thảo luận này. Giáo viên của bạn sẽ ghi nhận những đóng góp của bạn. Giống như Cathy, bạn có lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái khi lên tiếng phát biểu trong tình huống như thế. Quả thật, mới đầu bạn sẽ cảm thấy lúng túng, thế nhưng nếu cố gắng luyện tập, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và ăn nói trôi chảy hơn. Ngược lại, nếu một sinh viên quá am hiểu về một đề tài nào đó, sinh viên này thường sẽ độc diễn, tức là sẽ nói liên hồi chứ chẳng để cho ai có cơ hội phát biểu gì nữa. Thế nhưng, đừng quên là bạn phải cho người khác có cơ hội được phát biểu như bạn, tức là phải theo nguyên tắc thay phiên nhau phát biểu, cũng như phải tôn trọng ý kiến của người khác, ngay cả khi bạn không tán thành ý kiến đó đi chăng nữa. Để có thể tham gia những cuộc tranh luận trong lớp một cách tự tin, bạn nên làm theo sự hướng dẫn sau đây. Trước tiên, bạn phải chuẩn bị. Nếu được yêu cầu mang theo một bài báo nào đó, bạn phải cân nhắc kỹ để xem bạn có thực sự thích bài báo đó không. Sau đó, bạn nên tóm tắt bài báo. Bài tóm tắt phải trả lời được các câu hỏi. Vấn đề gì, người nào, ở đâu, khi nào và thế nào? Tra cứu để biết nghĩa những từ mới, bởi vì người khác có thể yêu cầu bạn giải thích ý nghĩa của những từ đó. Kế tiếp, bạn nên viết tóm tắt ý kiến của mình về đề tài ấy. Chẳng hạn như nếu bài báo đòi hỏi chính quyền phải ban hành luật cấm hút thuốc lá, bạn có thể hỏi rằng người nghiện thuốc lá sẽ phải đối phó làm sao với tình trạng đói thuốc, hay biện pháp cấm đoán như thế có thể phát sinh ra thị trường thuốc lá chợ đen không? Sau khi bạn tóm tắt đại ý bài báo, bạn nên đọc to tiếng những gì bạn viết vài lần cho đến khi bạn cảm thấy vững dạ khi trình bày những gì mình viết mà không cần phải cầm giấy đọc. Khi muốn trình bày ý kiến của mình, bạn có thể dùng các cụm từ như in my opinion, theo ý tôi, I think, tôi nghĩ, hay I think that, tôi nghĩ rằng. Khi bạn muốn nêu ra một ý kiến khác với ý kiến của một sinh viên khác, bạn có thể nói I see what you mean, but I think. Tôi biết anh muốn nói gì rồi, nhưng tôi nghĩ rằng. You have a point there, but I think. Anh nêu ra một điểm có lý, nhưng tôi nghĩ. Trong một cuộc thảo luận nhóm mang tính chất như vậy, thường sẽ có một người nào đó được cử ra để viết biên bản. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, giáo viên của bạn có thể yêu cầu một người trong nhóm tóm lược những điểm chính trong cuộc thảo luận trước khi đưa vấn đề ra thảo luận với cả lớp. In my opinion, I think that. I see what you mean, but I think. You have a point there, but I think. And I think. You're listening to English for Study in Australia. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Du học Úc.
Hôm nay, chúng ta sẽ luyện những câu nói trong trường hợp bạn muốn bày tỏ ý kiến. Mời bạn nghe phần tiếng Việt rồi lặp lại phần tiếng Anh đi kèm sau đó. Theo ý tôi, các tiệm cà phê trong trường chỉ nên bán đồ ăn tốt cho sức khỏe mà thôi. In my opinion, school cafeterias should only serve healthy food. Anh nêu lên một điểm chí lý đấy, thế nhưng sinh viên mới có quyền chọn đồ ăn cho mình. You have a point there, but I think students should decide what they want to eat. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Trẻ con đâu có biết thứ nào tốt cho mình đâu. I strongly disagree. Young children don't know what's good for them. Tôi cho rằng trẻ em không nên đi học cho tới khi các em lên 7 tuổi. I think that children shouldn't go to school until they're 7 years old. Tôi hiểu ý anh rồi, thế nhưng tôi nghĩ là trẻ em cần sinh hoạt sớm với các em khác. I see what you mean, but I think children need to socialize early. Tôi có thể hiểu được ý anh, thế nhưng tôi cảm thấy là luật pháp nghiêm khắc quá. I can see your point, but I feel the law is too harsh. Anh nghĩ thế nào? What do you think? Cho tôi nói vài lời được không? Could I just say something here? Tôi cho rằng, nhìn chung, nữ giới có tinh thần tự lực hơn nam giới. Generally speaking, I think that women are more self-sufficient than men. Sao anh lại nghĩ như vậy? What makes you think that? Theo cuộc nghiên cứu, số đàn ông độc thân thuê người giúp việc nhiều hơn hẳn số phụ nữ độc thân. Research has shown that a lot more single men than single women employ maids. Và tôi cho rằng điều đó đã chứng minh cho quan điểm của tôi. And I think that proves my point. Và bây giờ, chúng ta thử nghe xem một học sinh ngoài phố trả lời như thế nào nhé. Chào bạn, bạn học tiếng Anh ở đây phải không? Dạ đúng rồi. Bạn có thể trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của Đài Úc được không? Được chứ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về những khó khăn mà một số du học sinh gặp phải khi tham dự những cuộc thảo luận trong lớp. À đúng rồi, thật ra thì tôi không quen với những cuộc thảo luận như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị chú đáo cho cuộc thảo luận đầu tiên của mình. Tôi ghi chú những điểm quan trọng và luyện nói những gì tôi đã trình bày với mọi người. Thế thì cuộc thảo luận đầu tiên của bạn đã diễn ra như thế nào? À, tôi chọn một đề tài khá là nặng nề. Tôi nói về đề tài hành quyết những người buôn lậu ma túy. Tôi có một thái độ rất là dứt khoát về chuyện này, nhưng mà tôi không hiểu sao mọi người lại cảm thấy buồn cười khi tôi thuyết trình về đề tài này. Thế bạn đã biết lý do chưa? Dạ rồi ạ. Họ buồn cười vì cách thức tôi nói, chứ không phải là vì điều tôi nói. Tôi khốn khổ vì phát âm tiếng Anh không chính xác của mình. Không chính xác là như thế nào? Tôi muốn bày tỏ ý kiến của tôi bằng một câu mà tôi học được trước đó, in my opinion và my opinion is. Thế nhưng sau đó tôi biết là tôi đã phát âm sai từ opinion. Thật à? Thế thì bạn đã nói như thế nào? Tôi phát âm từ opinion, nhưng nghe gần giống như là peanut.
Peanut thì là loại đậu mà khỉ thích ăn mà. Chắc là tôi đã nói như thế này. I agree with your peanut. Tôi đồng ý với đậu phộng của anh. Nói như vậy thì chắc đã làm cho lý lẽ của bạn thiếu sức thuyết phục hơn, phải không? Vâng, mà đâu phải chỉ có thế đâu. Kể từ ngày đó thì bạn bè trong lớp cứ gọi tôi là Peanut rồi. Trời ơi, sao mà ác quá vậy? Thành thử ra, bây giờ mỗi khi tôi nói tiếng Anh thì tôi luôn nhờ một người nào đó trong gia đình chủ nhà nghe thử để mà sửa sai cho tôi. Ừ, vậy thì tốt rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Dạ, không có chi ạ. Cậu sinh viên này đã tìm được một giải pháp tuyệt vời để tránh phát âm sai. Bạn nên tìm một người nói tiếng Anh khá để thực tập điều bạn sẽ nói. Và nhân đây cũng xin nhắc bạn rằng, nếu ai gọi bạn bằng một cái tên nào đó bạn không thích, bạn cứ lịch sự nói thẳng cho họ biết. Tuy nhiên, giới trẻ ở Úc thời nay lại thích dùng biệt danh. Biệt danh có thể là dấu hiệu của tình bạn và do đó, bạn không nên bất bình khi được người khác gọi tặng một biệt danh nào đó. Và bây giờ, mời bạn nghe một phần trong bài hội thoại hôm nay, rồi lặp lại từng câu một. Mời bạn lắng nghe và lặp lại. There's a copy for each of you. Thanks. Hearing experts say that if young people listen to loud music on MP3 players for extended periods of time, they may suffer hearing loss and tinnitus by the time they're 30. What's tinnitus? It's permanent ringing in the ears. Trong hệ thống giáo dục đại học, số sinh viên dự các bài giảng chính thức lectures có khi chỉ có 50 người, nhưng cũng có khi con số này lên tới 400 người. Do đó, bạn phải can đảm lắm mới dám giơ tay xin hỏi trước mặt mọi người. Đây cũng là lý do chúng ta có những buổi hướng dẫn, giờ phụ đạo với số lượng sinh viên ít hơn. Trong tiếng Anh, những lớp hướng dẫn như vậy gọi là tutorials hay tuts như người ta thường gọi. Lớp hướng dẫn có mục đích giúp sinh viên thảo luận và hiểu bài giảng dễ dàng hơn. Trong năm học đầu tiên, người chịu trách nhiệm trông coi lớp hướng dẫn là các tutors, hay được gọi là trợ giảng, phụ đạo, và họ thường là các sinh viên cao học hay những nhà chuyên môn. Trong giờ phụ đạo, bạn có thể thảo luận về những câu hỏi liên quan đến bài vở và xem xét lại những câu hỏi. Người trợ giảng của bạn có thể yêu cầu cả lớp tranh luận về một đề tài đặc biệt nào đó dưới sự điều động của mình. Người trợ giảng cũng có thể yêu cầu bạn thuyết trình hay tham gia làm bài tập theo nhóm. Không phải lúc nào bạn cũng phải tham dự lớp hướng dẫn. Thế nhưng bạn sẽ có lợi nếu bạn tham gia các giờ học này. Nếu bạn không hiểu rõ vấn đề nào đó trong bài giảng, bạn có thể đem vấn đề này ra trong lớp hướng dẫn để xin được giải thích lại. Bạn cứ mạnh dạn nêu câu hỏi, các sinh viên khác rất có thể cũng muốn biết xem câu hỏi của bạn sẽ được trả lời như thế nào. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tập phát âm F như trong từ phi và if. Để phát âm, bạn đặt răng cửa hàm trên lên trên bờ môi dưới rồi thổi hơi ra. Tuy nhiên, bạn không đọc thành tiếng. Chúng ta thử tập phân biệt xem sao. Mời bạn lắng nghe và lặp lại câu nói lắt léo sau đây càng nhiều lần càng tốt. I fear for the firemen who often fight fires. I fear for the firemen who often fight fires. Mời các bạn đón nghe bài học 18 trong loạt bài tiếng Anh du học với chủ đề Du ngoạn dọc bờ biển. Xin bạn nhớ ghé thăm trang web của Đài Úc theo địa chỉ radioaustralia.net.au và bấm vào bảng tiếng Việt để xem phần hội thoại bài tập cho bài học hôm nay. Tiếng Anh du học là loạt bài do AMS Melbourne Úc biên soạn. Muốn biết thêm các phương tiện trao dồi tiếng Anh cũng như chi tiết liên quan đến chương trình dạy tiếng Anh tại AMS, bạn có thể vào trang web của AMS theo địa chỉ ames.net.au. Xin thân ái, chào tạm biệt. English for study in Australia. Tiếng Anh du học Úc.
Lesson 18. A trip down the coast. Bài 18. Du ngoạn dọc bờ biển. Xin chào, Thanh Tùng. Và Kim Anh, Tài Úc xin thân chào các bạn. Thưa các bạn, đây là loạt bài tiếng Anh du học ở Úc do EMS Melbourne Úc biên soạn. Thưa các bạn, chương trình tiếng Anh gồm 26 bài này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho thời gian du học và sống ở Úc. Khi theo dõi cuộc hành trình của 4 du học sinh tại thành phố Melbourne, bạn sẽ thấy được những khía cạnh quan trọng của nền văn hóa và giáo dục tại Úc. Bài 18. Du ngoạn dọc bờ biển. Hôm nay, chúng ta sẽ nghỉ học. Trong bài này, bạn sẽ cùng với những người bạn của chúng ta đi du ngoạn bằng xe buýt dọc theo Great Ocean Road, tức con đường đại dương nổi tiếng thế giới thuộc bang Victoria. Bạn sẽ có dịp tìm hiểu xem bạn phải sắp xếp chuyến đi như thế nào và hỏi hướng dẫn viên du lịch ra sao. Bạn sẽ làm quen với những câu nói thường được dùng khi đi du lịch. Ngoài ra, bạn sẽ được chỉ dẫn cách thức giữ cho bản thân được an toàn và thoải mái trên bãi biển Úc. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, bạn sẽ nghe một cuộc hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bạn sẽ có dịp tập nói những câu và cụm từ quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn nên cố gắng tự lập lại toàn bộ cuộc hội thoại để làm quen với cách nói tiếng Anh của người Úc bản xứ. Bạn có thể vào trang web của Đài Úc để tải toàn bộ cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. Trong bài này, Cathy, Rocky, Angel và John đang cùng nhau đi ngắm cảnh bằng xe buýt dọc theo bờ biển ngoạn mục thuộc miền Tây Nam bang Victoria. Katie, down here. We've saved you a seat. Katie, dưới đây này. Tụi này giữ chỗ cho bạn đấy. Thanks, Angel. Hi, John. Hi, Rock. Is he asleep? Cảm ơn Angel. Chào, John. Chào, Rocky. Ủa, cậu ấy đang ngủ đấy à? Yeah, too early a start for him, I think. Ừ, mình nghĩ là khởi hành như thế này thì quá sớm với cậu ấy. How can he sleep? This is so exciting. Làm sao anh chàng có thể ngủ được nhỉ? Đi chơi hứng thú như thế này còn gì nữa? He said to wake him up when we stop. What have you got there? Cậu ấy nói là cứ đánh thức cậu ấy dậy khi chúng ta đến nơi. Bạn có gì vậy? I made us some spring rolls for lunch. Mình làm ít chả giò để tụi mình ăn trưa. Spring rolls? Ơ, chả giò à? That woke you up. Nghe vậy là thức dậy liền. Are we there yet? Tụi mình tới nơi chưa? G'day everyone, my name's Darren and I'm your driver and tour guide for today. The weather's going to be fine, so we're in luck. Xin chào tất cả, tôi là Darren, tài xế và cũng là hướng dẫn viên của các bạn hôm nay. Thời tiết sẽ tốt, vậy là chúng ta may mắn rồi. If you look up to your left, you'll see a koala sleeping. Koalas sleep for 23 hours a day. Nếu các bạn nhìn lên phía trái, các bạn sẽ thấy một con koala đang ngủ. Koala ngủ 23 giờ đồng hồ mỗi ngày. Oh, aren't they cute? Ôi chào, chúng dễ thương làm sao? Look, that one has a baby in its pouch. Coi kìa, con kia có con trong cái túi dưới bụng nó. What are baby koalas called? Koala bé gọi là gì vậy? They're called cubs or joeys. Chúng được gọi là koala con. Darren, could you tell me where the toilets are, please? Darren, anh làm ơn cho chúng tôi biết nhà vệ sinh ở đâu được không? The dunnies are over there. Blokes on the left, Sheila's on the right. Nhà vệ sinh ở đằng kia kìa. Nam bên trái, nữ bên phải. What did he say? Anh ta nói gì vậy? I don't know. Nào ai biết được? Okay, we'll stop here for lunch. Grab yourself some tucker and we'll meet back at the bus at 1:30 on the dot. Nào, chúng ta ngừng lại đây để ăn trưa. Các bạn mua đồ ăn đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên xe buýt này đúng nửa giờ đồng hồ nữa. Darren, is it safe to swim here? Darren, bơi ở đây có an toàn không? It's not safe to swim anywhere on a full stomach. But if you feel like taking a dip before lunch, swim between those flags. Bụng mà nó cứng ra rồi thì bơi ở đâu cũng chẳng an toàn. Thế nhưng nếu bạn thích xuống tắm biển trước khi ăn trưa, thì bạn chỉ nên bơi trong khu vực nằm giữa những lá cờ kia nhé. Thanks. Cảm ơn anh. Are you really going for a swim, Rocky?
Bạn tính bơi thật đấy à, Rocky? Of course. Watch me. Đương nhiên rồi, con đây này. Rocky, be careful. Rocky, cẩn thận nhé. Rocky, what happened? Rocky, chuyện gì thế? Did you see a shark? Bạn thấy cá mập à? No, the water was just really cold. Không, nước lạnh quá. Is that all? You had us scared stiff. Có vậy thôi hả? Bạn làm tụi này sợ hết hồn. I was ready to call an ambulance. Xém nữa là mình gọi xe cứu thương rồi. I'm glad you didn't. I can't afford an ambulance. May mà đằng ấy chưa gọi. Mình đã lo ra tiền để mà trả xe cứu thương cơ chứ. Haven't you got health insurance? Thế bạn chưa có bảo hiểm y tế à? Nah, I'm young and strong. Who needs it? Chưa, mình còn trẻ và khỏe mạnh thì cần gì cơ chứ. Oh, Rocky. Ôi trời, anh chàng Rocky này. And here are the 12 apostles. Và đây là 12 vị thánh. It's just stunning. Thật là đẹp mê hồn. Darren, would you mind taking a photo of us? Darren, anh làm ơn chụp cho tụi tôi một tấm ảnh được không? No worries. Ready? Say cheese. Có gì đâu. Rồi, sẵn sàng chưa? Nói cười toe đi nào. Cheese! Hầu hết các trường Ellicott đều có danh sách các công ty du lịch sẵn sàng tổ chức những chuyến du lịch cho học sinh, sinh viên với giá đặc biệt. Những chuyến du lịch thường được tổ chức vào cuối tuần. Giá cả hấp dẫn như vậy thì tội gì các bạn không đi phải không các bạn? Đây là cách hay nhất để tham quan những thắng cảnh nổi tiếng, đồng thời làm quen với các bạn bè mới và có những giây phút vui chơi thật thoải mái. Những chuyến đi như vậy thường xuất phát từ các thành phố chính và có thể bao gồm các điểm tham quan như vùng bảo vệ đời sống hoang dã. Tại đây, bạn có thể tận mắt thấy những loài thú bản xứ. Có những chuyến du ngoạn bao gồm cả chi tiết thật độc đáo về nền văn hóa cổ xưa của thổ dân Aboriginal trên đất Úc. Nếu muốn tham dự những sinh hoạt như thế, để có thêm kiến thức, bạn nên liên lạc với những người điều phối các dịch vụ dành cho sinh viên tại trường của bạn. Bạn phải đi chung với nhau thường là từ 10 người trở lên thì các công ty du lịch mới chịu giảm giá cho bạn. Vậy nếu thích đi tham quan một nơi đặc biệt nào đó, bạn nên cố rủ bạn bè và bạn cùng lớp đi chung cho vui. Một số đông công ty du lịch cho xe buýt đón khách và thả khách tại các ký túc xá và khách sạn chung quanh thành phố. Nhờ vậy, bạn khỏi phải đi xa để đón xe. Đây là một kiểu đưa đón rất hay, bởi vì có rất nhiều chuyến du ngoạn trong ngày được khởi hành từ sáng sớm và kết thúc khi trời tối mịt. Điều cần nên nhớ là các tiệm ăn ở Úc đều có những món ăn ngon lành, nhưng nếu bạn không phải là người dư dả thì nên mang theo đồ ăn trưa. Bởi vì một số quán cà phê chuyên phục vụ du khách với giá khá mắc, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh. Trường của bạn sẽ giới thiệu những công ty du lịch chuyên phục vụ giới trẻ và đã có kinh nghiệm tổ chức các chuyến tham quan cho du học sinh. Khi đi đường, công ty du lịch có thể đem theo cả băng đĩa để giúp những người cần thông tin bằng ngôn ngữ của mình. Thế nhưng nếu có thể, bạn nên nghe hướng dẫn viên giải thích bằng tiếng Anh. Đây là dịp tốt để bạn tập nghe tiếng Anh và hướng dẫn viên du lịch là những người ăn nói hoặc bác vui vẻ. Họ hay pha trò và còn cho bạn biết những chi tiết không có trong băng đĩa. Trong phần bài tập hôm nay, bạn có thể tìm thấy đường link với trang web có những chi tiết về những chuyến du ngoạn được ưa chuộng nhất trong mỗi tiểu bang ở Úc, chẳng hạn như các chuyến du ngoạn theo mùa trong vùng núi tuyết hay những chuyến đi vào ban đêm để ngắm chim cánh cụt diễu hành. Hôm nay, chúng ta sẽ tập nói một số câu bạn có thể dùng khi đi du ngoạn. Mời bạn nghe phần tiếng Việt rồi lặp lại phần tiếng Anh đi kèm sau đó. Chúng tôi muốn đi du ngoạn trong ngày. We'd like to go on a day tour. Giá bao nhiêu vậy? How much is it? Có giảm giá cho sinh viên không? Is there a student discount? Ông đón khách ở đâu vậy? Where do you pick up? Có điểm đón khách gần Elwood không? Is there a pick-up point near Elwood? Tôi phải có mặt ở đó lúc mấy giờ? What time should I be there?
Chúng ta sẽ trở về vào mấy giờ? What time will we return? Tôi cần phải mang gì không? Is there anything I should bring? Anh làm ơn cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu được không? Could you tell me where the toilets are, please? Sao lại gọi là 12 vị thánh? Why are they called the 12 apostles? Những cây bạch đằng này cao ghê. These gum trees are so tall. Coi kìa, đẹp đấy nhỉ? Look at that. Isn't it beautiful? Xin lỗi cô làm ơn chụp cho chúng tôi tấm ảnh được không? Excuse me, could you take our picture, please? You're listening to English for Study in Australia. Các bạn đang theo dõi loạt bài tiếng Anh du học ở Úc. Và bây giờ, chúng ta thử nghe xem một học sinh ngoài phố trả lời như thế nào nhé. Chào bạn, bạn là sinh viên trường Ellicott phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Bạn có thể trả lời phỏng vấn cho chương trình của Đài Úc được không? Dạ được ạ. Có bao giờ bạn gặp rắc rối chỉ vì không hiểu tiếng lóng ở Úc chưa? Có rồi chứ. Chuyện xảy ra cũng mới đây thôi. Hôm đó mình đi dự tiệc với một số bạn bè và mình tình cờ nghe các bạn của mình nói chuyện về một người bạn của họ tên là Peter, sống ở một vùng tên là Whoop Whoop. Thôi rồi, tôi biết chuyện gì rồi. Đúng vậy. Thế là sau khi chúng mình nhập tiệc thì mình quyết định bắt chuyện với anh chàng Peter đó. Và đương nhiên mình mở đầu câu chuyện bằng: Peter, tôi nghe là anh sống ở vùng Whoop Whoop phải không? Thôi chết rồi. Đúng vậy, Peter cực đứng lặng đi một lúc rồi cười phá lên như nắc nẻ vậy đó. Anh chàng ấy nghe có vẻ là tay chơi phải không nè? Đúng vậy. Anh ấy giải thích cho mình hiểu rằng Whoop Whoop là một từ có vẻ hơi mỉa mai, dùng để chỉ những vùng xa thành thị. Phải rồi, người Úc còn gọi những vùng đó là Out in the Sticks, tức là vùng khỉ ho cò gáy đó. Hoặc là còn gọi là Back of Bird nữa. Thực ra thì chỉ học những từ thông thường trong từ điển tiếng Anh thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Phải rồi, nhưng mà dần dần thì bạn cũng sẽ học được cả những tiếng lóng đó thôi. Cảm ơn bạn nhiều. Vâng, không có gì, chào bạn. Khi đến Úc, bạn có thể mua từ điển thành ngữ và từ điển tiếng lóng Úc. Bạn cũng có thể vào trang web trong phần bài tập hôm nay để xem những thành ngữ thông dụng ở Úc. Và bây giờ, mời bạn nghe một phần trong bài hội thoại hôm nay rồi lặp lại từng câu một. Mời bạn lắng nghe và lặp lại. Thanks, Angel. Hi, John. Hi, Rock. Is he asleep? Yeah, too early a start for him, I think. How can he sleep? This is so exciting. I made us some spring rolls for lunch. Spring rolls? That woke you up. If you look up to your left, you'll see a koala sleeping. Koalas sleep for 23 hours a day. Oh, aren't they cute? Look, that one has a baby in its pouch.
What are baby koalas called? Watch me. Rocky, be careful. They're called cubs or joeys. Darren, could you tell me where the toilets are, please? He said to wake him up when we stop. What have you got there? The dummies are over there. Bloke's on the left, Sheila's on the right. What did he say? I don't know. Okay, we'll stop here for lunch. Grab yourself some tucker and we'll meet back at the bus at 1:30 on the dot. Darren, is it safe to swim here? It's not safe to swim anywhere on a full stomach, but if you feel like taking a dip before lunch, swim between those flags. Thanks. Are you really going for a swim, Rocky? Of course. Watch me. Bạn nên mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Các bạn sinh viên của chúng ta khởi hành từ Melbourne, một thành phố tên tuổi nhờ có 4 mùa trong một ngày. Hầu như chuyến du ngoạn nào cũng có đôi lúc phải đi bộ. Vì thế, bạn nên mang loại giày để đi bộ hay chạy, chứ đừng đi giày cao gót nhé. Nhớ mang theo áo ấm để phòng hờ, bởi vì ngay cả trong những ngày đẹp trời đi chăng nữa, bạn có thể vẫn cảm thấy ớn lạnh khi bước vào những nơi có nhiều bóng mát, chẳng hạn như rừng mưa nhiệt đới. Bạn cũng phải cẩn thận khi ra ngoài trời, bởi vì ngay cả khi bầu trời âm u chăng nữa, bạn vẫn có thể bị cháy nắng. Vậy nếu có thể, bạn nên ngồi trong bóng mát và mặc áo dài tay, đội mũ rộng vành và đeo kính mát. Bạn còn phải thoa kem chống nắng có khả năng ngăn chặn tia cực tím tới mức 30+. Cứ độ vài tiếng đồng hồ, bạn phải thoa kem chống nắng một lần, cũng như sau khi bơi, ngay cả khi bạn dùng loại kem không thấm nước đi nữa. Bây giờ chúng ta nên nói về vấn đề an toàn trên bãi biển ở Úc. Ở Úc, những bãi biển lý tưởng cho môn trượt nước có thể là những nơi rất đáng sợ nếu bạn coi thường luật lệ an toàn. Trước tiên, bạn phải xem cờ đỏ vàng cắm ở đâu. Bạn bơi trong khu vực nằm giữa những lá cờ ấy. Ngoài ra, bạn còn phải đọc những bản hướng dẫn an toàn chung quanh chỗ đó. Nên bơi chung với một người bạn, bằng không ít ra bạn cũng phải nói cho bạn bè biết bạn chuẩn bị đi tắm biển để họ trông chừng bạn. Nếu có vấn đề, xin bạn giơ tay thẳng qua đầu để ra dấu cầu cứu. Tại những khu vực có dòng nước mạnh hay nước xoáy, bạn đừng nên bơi ngược dòng. Và bạn nhớ là đừng bao giờ bơi trong vùng biển không có nhân viên cứu hộ trông coi. Không bao giờ tắm biển vào ban tối hay khi say xỉn. Bạn cũng đừng chạy và lao đầu xuống nước hay tắm biển sau khi ăn. Nếu phiêu bạt đến tận vùng biển Bắc Úc, bạn nên hỏi các nhà chức trách sở tại xem vùng biển ấy có an toàn để tắm hay không. Có những mùa, một số vùng biển gần bờ trở nên đáng sợ vì sự xuất hiện của những thủy sinh vật nguy hiểm. Bạn sẽ tìm hiểu thêm vấn đề này trong phần tóm tắt và bài tập hôm nay. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tập phát âm N như trong từ number 9. Để phát âm N, bạn uốn lưỡi lên vào miệng trên, miệng mở hé nhưng phát âm qua mũi. Mời bạn lắng nghe và lặp lại câu nói lắt léo sau đây càng nhiều lần càng tốt. No one knows anything about her new novel. No one knows anything about her new novel. Mời các bạn đón nghe bài học 19 trong loạt bài tiếng Anh du học với chủ đề thuyết trình trong lớp. Xin bạn nhớ ghé thăm trang web của Đài Úc theo địa chỉ radioaustralia.net.au và bấm vào bảng tiếng Việt để xem phần hội thoại và bài tập cho bài học hôm nay. Tiếng Anh du học là loạt bài do Ames, Melbourne, Úc biên soạn. Muốn biết thêm các phương tiện trao dồi tiếng Anh cũng như chi tiết liên quan đến chương trình dạy tiếng Anh tại Ames, bạn có thể vào trang web của Ames theo địa chỉ ames.net.au. Xin thân ái chào tạm biệt. English for study in Australia. Tiếng Anh du học Úc. Lesson 19, a classroom presentation. Bài 19, thuyết trình trong lớp.
Xin chào, Thanh Tùng. Và Kim Anh, Đài Úc xin thân chào các bạn. Thưa các bạn, đây là loạt bài tiếng Anh du học ở Úc do em Melbourne Úc biên soạn. Thưa các bạn, chương trình tiếng Anh gồm 26 bài này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho thời gian du học và sống ở Úc. Khi theo dõi cuộc hành trình của 4 du học sinh tại thành phố Melbourne, bạn sẽ thấy được những khía cạnh quan trọng của nền văn hóa và giáo dục tại Úc. Bài 19. Thuyết trình trong lớp. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu xem bạn phải chuẩn bị thế nào cho cuộc thuyết trình và phải thuyết trình ra sao để đạt được kết quả tốt đẹp. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, bạn sẽ nghe một cuộc hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bạn sẽ có dịp tập nói những câu và cụm từ quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn nên cố gắng tự lặp lại toàn bộ cuộc hội thoại để làm quen với cách nói tiếng Anh của người Úc bản xứ. Bạn có thể vào trang web của Đài Úc để tải toàn bộ cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. Trong bài này, Cathy, Rocky và Angel sẽ trình bày cho cả lớp nghe về những gì họ khám phá được trong cuộc nghiên cứu. Good morning, everyone. Xin chào toàn thể các bạn. Today we're presenting the findings of our research into student stress. Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày những gì chúng tôi khám phá trong cuộc nghiên cứu về áp lực tinh thần trong giới sinh viên. This presentation will last about 20 minutes. First, Rocky will describe our methodology. Then, Katie will show the results of our survey. And then I'll speak about the conclusions we drew. After that, we'll take questions. And now I'll hand you over to Rocky. Bài thuyết trình sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Đầu tiên, Rocky sẽ mô tả phương pháp nghiên cứu của chúng tôi. Kế tiếp, Katie sẽ trình bày kết quả cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Rồi sau đó, tôi sẽ trình bày những kết luận được đưa ra. Sau cùng, chúng tôi sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn. Và bây giờ, tôi xin nhường lời cho Rocky. Thanks, Angel. As you can see, the title of our research is Stress and the International Student, Major Causes and Suggested Solutions. Cảm ơn Angel. Như các bạn thấy, đề tài nghiên cứu của chúng tôi là áp lực tinh thần và du học sinh, những nguyên nhân chính và các biện pháp giải quyết được đề nghị. We polled a group of 28 international students. The respondents' ages ranged from 19 to 30. You can see the variety of nationalities in this column. Chúng tôi đã thăm dò 28 du học sinh. Những đối tượng này nằm trong lứa tuổi từ 19 đến 30. Các bạn có thể thấy những quốc tịch khác nhau trong cột này. This is a copy of our questionnaire. We asked students to rate their level of stress from 0 to 5. 0 was no stress and 5 was extreme stress. The next question concerned. Đây là bản câu hỏi. Chúng tôi yêu cầu các sinh viên cho biết mức độ áp lực tinh thần của họ từ số 0 đến số 5. Số 0 có nghĩa là không chịu một áp lực nào và số 5 là mức độ áp lực tinh thần cao nhất. Câu hỏi kế tiếp là về And now Katie will talk about the survey results. Và bây giờ, Katie sẽ cho biết kết quả của cuộc nghiên cứu. Thanks, Rocky. Well, the results of this survey were very interesting. Cảm ơn, Rocky. Thưa các bạn, cuộc nghiên cứu cho thấy những kết quả rất thú vị. This first graph shows that most students experience some degree of stress. Biểu đồ đầu tiên này cho thấy hầu hết du học sinh đều bị căng thẳng ít nhiều. Here's where it gets interesting. If I can draw your attention to this column here. Đây mới là điểm thú vị. Xin các bạn để ý vào cột này. You'll notice that the main cause of stress in international students is separation anxiety. They miss their friends, their family, in other words, their support group. Các bạn sẽ thấy, nguyên nhân chính khiến du học sinh bị căng thẳng là nỗi lo âu vì phải xa người thân. Họ nhớ bạn bè và gia đình, những người nâng đỡ họ. So, students found that calling home regularly and also talking over their problems with new friends here eased their stress a lot. And now we'll take questions. Could someone get the lights, please? Yes, George? Như vậy, du học sinh thấy rằng họ sẽ bớt buồn bực hơn nếu chuyện trò đều đặn với gia đình qua điện thoại và tâm sự với các người bạn mới quen. Và bây giờ, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc. Xin bạn nào đó bật đèn lên giùm. Vâng, mời bạn George.
On your last slide, I didn't understand the first column. Tôi không hiểu câu đầu tiên trên hình chiếu cuối cùng của các bạn. Okay, let's go back to it. Được rồi, chúng ta trở lại nhé. You mean this one? Bạn muốn nói là hình này à? Yes. Phải rồi. One of our respondents said that his stress was relieved by foot massage. Một trong những đối tượng của chúng tôi trả lời là xoa bóp chân đã giúp anh ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn. So, if there are no more questions, we'd like to thank you all for your time today. You've been a great audience. Vậy, nếu không còn ai hỏi nữa, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã dành thời giờ cho chúng tôi vào hôm nay. Các bạn là những khán giả không thể chê vào đâu được. Bài thuyết trình trong lớp có tầm quan trọng như thế nào? Trong một số lớp tại trường Ellicott, bài thuyết trình của bạn chiếm tới 100% số điểm dành cho môn Anh văn vấn đáp. Bạn sẽ được cho điểm dựa trên nội dung, bố cục cũng như khả năng truyền đạt và phong thái trình bày. Vì vậy, bạn nên xem đây là vấn đề quan trọng và chuẩn bị bài thuyết trình kỹ càng. Đôi lúc, bạn sẽ thuyết trình chung với các bạn khác, nhưng có khi bạn sẽ phải thuyết trình một mình. Nếu thuyết trình theo nhóm, bạn sẽ được chấm điểm dựa theo cách bạn giới thiệu người khác cũng như cách bạn sắp xếp để nối những phần chính với nhau. Vậy bạn cần phải chuẩn bị như thế nào? Thuyết trình không có nghĩa là đứng lên trước mặt mọi người rồi đọc cho cả lớp nghe bài viết của bạn. Thuyết trình kiểu đó thì thật là chán chết. Tuy nhiên, bạn nên đánh máy toàn bộ bài thuyết trình rồi tự đọc thành tiếng. Bạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho thấm. Bạn cũng nên canh đồng hồ để xem mình đọc bài thuyết trình mất bao lâu. Thông thường, cứ mỗi trang giấy khổ A4, bạn sẽ đọc mất khoảng 3 phút. Kế tiếp, bạn nên tóm lược những ý chính của bài thuyết trình rồi tập nói cho đến khi bạn không cần cầm giấy đọc nữa. Bạn phải sắp xếp các dữ kiện sao cho hợp lý để người nghe có thể theo dõi bài thuyết trình một cách dễ dàng. Bạn nên dùng hình ảnh hay biểu đồ để giải thích và giúp cho bài thuyết trình trở nên hấp dẫn hơn. Nên tiên liệu những câu hỏi có thể được đặt ra trong buổi thuyết trình và tìm cách trả lời những câu hỏi ấy. Bạn nên tập thuyết trình trước mặt một vài người Úc bản xứ để họ giúp bạn phát âm và trình bày bài thuyết trình sao cho độc đáo. Khi mới bắt đầu bài thuyết trình, bạn có thể cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là chuyện tự nhiên thôi và có thể là điều tốt nữa. Thật vậy, khi hồi hộp, bạn cảm thấy tỉnh táo hơn và nhờ vậy bạn thuyết trình hay hơn. Bạn nên mặc quần áo chỉnh tề hơn ngày thường. Khi làm như thế, bạn muốn cho giáo viên thấy rằng bạn rất quan tâm đến bài thuyết trình. Để mở đầu bài thuyết trình, bạn nên giới thiệu về bản thân và cho mọi người biết bạn sẽ nói về đề tài gì. Để cho dễ thấy, bạn nên dùng máy chiếu đề tài lên bảng. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng chiếu ảnh trên máy vi tính cho mục đích này. Bạn cho mọi người biết thời lượng của bài thuyết trình và lần lượt phát họa các phần chính yếu trong bài thuyết trình. Bạn cũng nên chiếu phần tóm lược này lên bảng để mọi người cùng thấy. Bạn cũng phải sử dụng thiết bị để cả lớp thấy các biểu đồ một cách dễ dàng. Một số người thuyết trình quên không kiểm tra xem mọi người đang nhìn vào hình nào. Hậu quả là họ đề cập đến những biểu đồ mà không để ý xem hình ảnh như thế nào. Ngược lại, những người thuyết trình khác có thể chỉ nhìn chằm chằm vào biểu đồ thay vì nhìn người nghe. Bạn nên nhìn vào mặt người nghe. Đây là yếu tố quan trọng nếu như bạn muốn họ chú ý theo dõi bài thuyết trình của bạn. Ngoài ra, bạn phải chọn tựa đề rõ ràng và ngắn gọn cho mỗi biểu đồ để mọi người biết rõ biểu đồ ấy trình bày những gì. Bạn có thể tắt đèn nếu cần, nhưng đừng quên bật đèn trở lại khi tới phần giải đáp thắc mắc. Lát nữa, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần hướng dẫn cách thuyết trình. Nhưng bây giờ, chúng ta thử tập nói một vài câu tiếng Anh xem sao. Hôm nay, chúng ta sẽ tập nói một số câu bạn có thể phải cần tới khi thuyết trình. Mời bạn nghe phần tiếng Việt rồi lặp lại phần tiếng Anh đi kèm sau đó. Giới thiệu. Xin chào cả lớp. Good morning, everyone. Hôm nay, tôi sẽ nói về đề tài áp lực tinh thần và du học sinh. Today I'm going to talk about stress and the international student. Bài thuyết trình sẽ kéo dài khoảng 15 phút. My talk will last about 15 minutes. Trước tiên, tôi xin trình bày phương pháp của chúng tôi. First, I'll take you through our methodology. Rồi chúng tôi sẽ công bố kết quả của cuộc nghiên cứu.
Then we'll look at the results of the survey. Sau đó, tôi sẽ cho các bạn biết tôi đã đi đến những kết luận như thế nào, cũng như trình bày những giải pháp có thể được áp dụng cho vấn đề này. Following that, I'll discuss the conclusion and possible solutions. Và sau đó, tôi sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. And then I'll take questions. Giới thiệu diễn giả đầu tiên. Và bây giờ, tôi xin nhường lời cho John để anh trình bày phương pháp được áp dụng cho cuộc nghiên cứu. And now I'll hand you over to John, who'll discuss methodology. Qua bức hình đầu tiên này, các bạn có thể thấy hầu hết du học sinh đều bị căng thẳng, không ít thì nhiều. You can see by this first slide that the majority of students feel some degree of stress. Và biểu đồ này cho thấy nguyên nhân chính gây nên tình trạng căng thẳng là vì du học sinh nhớ nhà. And this graph shows a major cause of stress is related to homesickness. Để kết luận, du học sinh thấy rằng họ bắt đầu cảm thấy ít căng thẳng hơn sau khi họ áp dụng những phương thức này và xin được giúp đỡ. So in conclusion, the students who use these strategies and seek help find that their stress starts to pass. Trả lời thắc mắc. Còn bạn nào hỏi gì không? Are there any questions? Trả lời như vậy có đúng với câu hỏi của bạn không? Does that answer your question? Và bài thuyết trình của tôi tới đây là kết thúc. And that concludes my presentation. Cảm ơn cử tọa. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thanks, you've been a great audience. You're listening to English for Study in Australia. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Du học Úc. Và bây giờ, chúng ta thử nghe xem một học sinh ngoài phố trả lời như thế nào nhé. Chào bạn, bạn là sinh viên ở đây phải không? Vâng, đúng vậy. Bạn có thể trả lời phỏng vấn cho Đài Úc được không? Vâng, cô cứ hỏi đi ạ. Bài học Anh văn hôm nay nói về đề tài thuyết trình ở trong lớp. Thế bạn đã có bao giờ thuyết trình chưa? À, có rồi đó. Tôi phạm phải một sai lầm trong bài thuyết trình của tôi. Tôi chuẩn bị kỹ lắm, kể cả những hình ảnh để làm nổi bật những điểm chính của mình nữa cơ. Thế bạn thuyết trình về đề tài gì? Tôi thuyết trình về đề tài sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thế à? Vâng, và kết quả đã làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Theo kết quả cuộc nghiên cứu của tôi, ít ra cũng phải có 60% sinh viên học sinh bị phạt ít nhất một lần vì tội trốn vé. Ôi, thật vậy à? Vâng, và tôi muốn để dành dữ kiện vừa kể đến phút chót mới công bố để bà con ngạc nhiên chơi mà. Tôi mở đầu bằng câu là các bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi biết dữ kiện tôi sẽ công bố ngay sau đây. Tôi vừa nói dứt lời thì đột nhiên tôi nghe cả lớp đồng loạt hét toáng lên. Ít ra cũng phải có 60% sinh viên học sinh bị phạt ít nhất một lần về tội trốn vé. Sao làm sao mà họ biết điều đó? Bởi vì tôi quên không kiểm tra lại dụng cụ chiếu hình ảnh của mình. Tôi bỏ đi một mục, thế là những mục khác cứ tự động đi lên để lấp vào khoảng trống. Hậu quả là cả lớp biết trước được nội dung mà tôi sắp trình bày. Như vậy thì mất hứng quá. Vâng, ước gì người nào đó cho tôi biết trước được vấn đề này. Thế nhưng bây giờ thì tôi biết là
phải kiểm tra lại từng trang thuyết trình của mình trước khi sử dụng. Tôi còn có một cây thước nhỏ nữa để chỉ vào điểm hay là hàng chữ nào mà tôi muốn mọi người lưu ý. Vậy thì hay quá. Biết đâu tôi cũng phải áp dụng phương pháp này. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Dạ, không có chi ạ. Bạn không nên dùng những hình ảnh hay biểu đồ để làm bức phong hay đồ trang trí. Bạn phải đề cập đến những hình ảnh ấy và chỉ cho mọi người thấy những điểm bạn đang nói trên biểu đồ. Khi thuyết trình, bạn cần phải nhìn mọi người để họ chú tâm theo dõi. Trong suốt bài thuyết trình, bạn nên cố gắng nhìn từng người ít nhất 2 lần. Đôi khi bạn cũng phải mỉm cười nếu thấy phù hợp. Bạn phải tỏ ra thoải mái và tự tin qua điệu bộ cũng như thế đứng của mình. Bạn có thể đi đi lại lại nếu muốn dùng 2 tay để diễn tả một điểm nào đó. Bạn phải trình bày bằng một giọng thoải mái nhưng vẫn không kém phần hào hứng. Nếu có thể, bạn nên thu băng bài thuyết trình để nghe lại xem bạn ăn nói như thế nào. Bạn phải nói to nhưng không cần la hét. Nhờ bạn bè nghe thử và cho bạn biết giọng nói của bạn vang đi bao xa. Bạn nên theo cách luyện tập sau đây để khuếch âm giọng nói của mình. Dương thẳng cánh tay ra trước mặt, giữ lòng bàn tay đối diện với bạn, đếm từ 1 đến 10 và đẩy âm thanh hướng vào lòng bàn tay. Sau đó, mỗi khi thuyết trình hay mỗi khi nói chuyện, bạn nên tưởng tượng bạn đang đẩy tiếng nói đến lòng bàn tay của bạn. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy rằng giọng nói của bạn đã trở nên lớn hơn và rõ hơn nhiều. Khi thuyết trình, bạn cũng nên thay đổi giọng nói lúc trầm lúc bổng sao cho phù hợp. Xin bạn nhớ một điều là tiếng Anh uốn lượn như một dòng sông. Vậy bạn nên nhờ một người bạn nói tiếng Anh giúp bạn biết phải nhấn mạnh ở phần nào và phải nói bằng âm điệu như thế nào. Trước khi kết thúc bài thuyết trình, bạn phải trình bày phần kết luận và tóm lược những gì đã được đề cập trong bài thuyết trình. Sau đó hỏi xem mọi người có thắc mắc gì hay không. Và để họ suy nghĩ một vài phút trước khi họ nêu câu hỏi. Và lúc này, bạn có thể tắt máy chiếu hình và bật đèn lên. Nếu người hỏi nói quá nhỏ, bạn nên lặp lại câu hỏi đó cho mọi người cùng nghe trước khi trả lời. Bạn phải kiểm tra xem bạn có trả lời thỏa đáng hay không bằng cách hỏi "Did that answer your questions?" Trả lời như thế có đúng với câu hỏi của bạn hay không? Sau phần giải đáp thắc mắc, để mọi người biết bài thuyết trình của bạn đã kết thúc, bạn có thể nói như thế này: "Well, that concludes my presentation." Thưa các bạn, bài thuyết trình tới đây đã hết và cảm ơn cử tạ. Xin bạn mở phần tóm tắt và bài tập hôm nay để học cách sắp xếp phần ghi chú thuyết trình thành những tiêu đề và những từ chủ chốt để tiện theo dõi. Trong phần phát âm những từ khó hôm nay, chúng ta sẽ tập phân biệt giữa âm "f" như trong từ "thanks", âm "d" như trong từ "those" và âm "t" như trong từ "to". Còn âm "n" thì được phát âm bằng cách đưa lưỡi lên vòm miệng, miệng hé mở nhưng đọc giọng mũi. Mời bạn lắng nghe và lặp lại câu nói lắt léo sau đây càng nhiều lần càng tốt. The thin tin is taller than the thick tub. The thin tin is taller than the thick tub. Mời các bạn đón nghe bài học 20 trong loạt bài tiếng Anh du học với chủ đề "Tôi cần thêm thời gian". Xin bạn nhớ ghé thăm trang web của Đài Úc theo địa chỉ radioaustralia.net.au và bấm vào bảng tiếng Việt để xem phần hội thoại và bài tập cho bài học hôm nay. Tiếng Anh du học là loạt bài do AMS Melbourne Úc biên soạn. Muốn biết thêm các phương tiện trao dồi tiếng Anh cũng như chi tiết liên quan đến chương trình dạy tiếng Anh tại AMS, bạn có thể vào trang web của AMS theo địa chỉ ames.net.au. Xin thân ái, chào tạm biệt. English for study in Australia. Tiếng Anh du học Úc. Lesson 20. I need more time. Bài 20. Tôi cần thêm thời gian.
Xin chào, Thanh Tùng. Và Kim Anh, Đài Úc xin thân chào các bạn. Thưa các bạn, đây là loạt bài tiếng Anh du học ở Úc do em Melbourne Úc biên soạn. Thưa các bạn, chương trình tiếng Anh gồm 26 bài này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho thời gian du học và sống ở Úc. Khi theo dõi cuộc hành trình của 4 du học sinh tại thành phố Melbourne, bạn sẽ thấy được những khía cạnh quan trọng của nền văn hóa và giáo dục tại Úc. Bài 20. Tôi cần thêm thời gian. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ được hướng dẫn cách xin gia hạn khi viết bài luận. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bạn sẽ có dịp tập nói những câu và cụm từ quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn nên cố gắng lặp lại toàn bộ cuộc hội thoại để làm quen với cách nói tiếng Anh của người Úc bản xứ. Bạn có thể vào trang web của Đài Úc để tải toàn bộ cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. Trong bài này, John được tin buồn từ gia đình. Anh phải trình bày với giảng viên về ý định xin gia hạn bài tập của mình. Hi John, you're up early. Chào John, bạn dậy sớm nhỉ? Yeah, I got a call from home about an hour ago. My dad's in hospital. Heart attack. Ừ, mình nhận được cú điện thoại của nhà mình cách đây khoảng một tiếng đồng hồ. Bố mình vừa vào bệnh viện, ông bị lên cơn đau tim. Oh, that's awful. Will he be alright? Oh, thật là tệ. Liệu bác có bình phục được không? We're not sure. Mum's really upset and my sister's away on holiday. I might have to fly home. Mình đâu có biết. Mẹ mình lo lắng lắm. Còn chị mình thì vắng nhà vì đang đi nghỉ. Mình có lẽ phải bay về nhà thôi. But it's so close to your exam time. Nhưng bạn sắp thi rồi mà. Yeah, I know. And my final report is due in next week. Ừ, mình biết. Và mình còn phải nộp bản báo cáo cuối năm vào tuần tới. What are you gonna do? Thế bạn tính làm gì nào? Ask for an extension, I guess. I've emailed my lecturer to make an appointment. Mình nghĩ là phải xin gia hạn. Mình đã gửi email cho giáo viên của mình để xin cái hẹn. Good luck, mate. I really hope your dad pulls through. Chúc cậu may mắn. Mình hy vọng là bác sẽ qua khỏi. Thanks. So do I. Cảm ơn cậu. Mình cũng mong như vậy. Professor Smythe, I'm John Lee. Thưa, đây có phải là giáo sư Smythe không ạ? Em tên là John Lee. Yes, John, come in. You can call me Alan. Phải rồi, vào đi John. Em cứ gọi tôi là Alan. Take a seat. Em ngồi đi. Thanks for seeing me at such short notice. Cảm ơn thầy vì đã cho em gặp gấp rút như vậy. That's okay. You said you had some bad news. Có gì đâu, em nói là em nhận được tin không vui phải không? Yes, I received word this morning that my father's had a heart attack and I might have to fly home. Dạ, em nhận được tin sáng nay là bố em lên cơn đau tim và em có lẽ phải bay về nhà. Oh dear, I'm very sorry to hear that, John. Ôi, tôi cảm thấy thật là ái ngại khi nghe tin đó. Yeah, I've been trying to call my mum to find out what's happening. She must still be at the hospital. Em cố gọi điện cho mẹ em để xem tình hình như thế nào. Mẹ em chắc hẳn là vẫn đang ở trong bệnh viện. It's happened at a very hard time too. You've almost finished your course, haven't you? Chuyện này xảy ra vào lúc này mới rắc rối chứ. Em gần hoàn tất khóa học rồi, phải không nào? Just one last report and the exams. Could you tell me how I can apply for an extension? Em chỉ còn phải làm bản báo cáo sau cùng rồi thi là xong. Thầy có thể chỉ cho em biết cách xin gia hạn được không? Sure. You just fill out a request for extension of assessment due date form. You can download the form from the internet or pick one up from International Student Services. They'll help you with all the details. Được rồi, em chỉ cần điền vào đơn xin gia hạn ngày thi là xong. Em có thể dùng internet để tải xuống lá đơn này hay đến văn phòng sinh viên mà lấy. Nhân viên ở đó sẽ giúp em điền những chi tiết cần thiết. And when can I sit for my exams? Thế bao giờ em có thể thi ạ? Oh, we'll arrange supplementary exams when you return. Oh, chúng tôi sẽ thu xếp để tổ chức một kỳ thi phụ cho em. Oh, that's a relief. Ôi, như vậy thì em bớt lo rồi. Well, I hope all goes well for your father, John. John,
Tôi hy vọng là bố em sẽ ổn cả thôi. Yes, thanks for your help, Alan. See you later. Vâng, cảm ơn thầy đã giúp đỡ em. Xin hẹn gặp lại thầy sau. Hey John, you look a bit happier now. Did you get the extension? Này John, bạn trông có vẻ vui hơn một chút rồi đấy. Bạn có được gia hạn không? Better than that, I got a call from my sister. She's back with mum and she said that dad's going to be fine. Còn mừng hơn thế nhiều. Chị mình gọi điện báo cho mình biết là đã trở về nhà và bố mình cũng sẽ ổn thôi. Fantastic. So you don't need to go home? Ồ thế thì hay quá. Vậy thì bạn không cần phải về nhà nữa phải không? No. And if I get my report finished, we can still go away for the long weekend. Không. Và nếu mình làm xong bài báo cáo này, chúng mình vẫn có thể đi chơi vào kỳ nghỉ kéo dài vào cuối tuần sắp tới. Yes. Phải rồi. Nếu bạn không thể hoàn tất bài vở đúng thời gian chỉ vì một hoàn cảnh bất đắc dĩ nào đó, bạn phải làm đơn xin gia hạn. Các trường đại học ở Úc áp dụng những luật lệ rất khắt khe đối với vấn đề nộp bài trễ mà không có đơn xin phép. Bạn nộp trễ có thể bị trừ 10% điểm mỗi ngày. Nếu trễ hơn một tuần, bài đó sẽ không được chấm điểm. Bài vở thường chỉ gia hạn trong trường hợp bạn bị đau ốm hay có những lý do cá nhân nghiêm trọng. Nếu đơn xin gia hạn được chấp nhận, bạn sẽ giữ lại đơn ấy và đính kèm với bài làm của bạn sau khi bạn nộp bài. Bạn sẽ phải trình giấy tờ để chứng minh những gì bạn khai trong đơn. Nếu bị bệnh hay bị thương, bạn cần phải xin bác sĩ cấp giấy chứng nhận. Nếu hoàn cảnh cá nhân gây khó khăn cho việc học của bạn, bạn phải đi gặp nhân viên tư vấn trong trường. Tại những cơ sở giáo dục lớn, bạn có thể nhờ phòng dịch vụ du học sinh giúp đỡ về vấn đề xin gia hạn. Thông thường, giảng viên muốn được báo trước một tuần. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra quá bất ngờ, chẳng hạn như trong trường hợp bạn lâm bệnh, hoặc là trong trường hợp lâm bệnh của bố John, đơn xin của bạn sẽ vẫn được xem xét. Trong hệ thống giáo dục đại học ở Úc, bạn sẽ thấy giáo sư cũng như giảng viên rất xuề xòa và bình dân. Sinh viên thường gọi họ bằng tên gọi. Giảng viên thường gắn thời khóa biểu làm việc bên ngoài văn phòng của mình. Nhờ vậy, bạn có thể nhìn thoáng qua là biết họ có rảnh hay không. Và đầu học kỳ, bạn sẽ nhận được địa chỉ email giảng viên của bạn. Và đây là phương tiện để bạn thu xếp giờ giấc gặp họ. Bạn nên tạo dịp để giảng viên biết bạn là ai càng sớm càng tốt. Chẳng hạn như bạn có thể nêu một vài câu hỏi sâu sắc khi giảng viên giảng bài. Bạn cũng có thể nói chuyện với giảng viên ấy sau khi tan lớp về vấn đề nổi bật nào đó trong bài giảng. Bạn nên chào hỏi và mỉm cười khi gặp họ. Giảng viên thích biết cả mặt lẫn tên sinh viên. Nếu họ biết bạn là ai và nhất là nếu họ biết rằng bạn là một sinh viên rất chuyên cần, họ sẽ có thái độ thông cảm hơn khi bạn cần xin gia hạn. Trong những trường nhỏ hơn, chẳng hạn như trường Ellicott, bạn có thể nói chuyện với nhân viên tư vấn hay giáo viên của bạn. Cần phải nhắc lại một lần nữa là bạn sẽ được thông cảm hơn nếu như giáo viên của bạn biết rằng bạn là một học sinh chuyên cần và thường tham gia vào các hoạt động trong lớp. Hôm nay, chúng ta sẽ luyện những câu nói bạn có thể phải sử dụng khi gặp giảng viên. Mời bạn nghe phần tiếng Việt rồi lặp lại phần tiếng Anh đi kèm sau đó. Cảm ơn thầy đã cho em gặp. Thanks for seeing me. Cảm ơn thầy cho em gặp mặt gấp rút như vậy. Thanks for seeing me at such short notice. Em cần có thêm thì giờ để làm bài. I need an extension on my assignment. Mẹ em bị ốm nặng. My mother is very ill. Em có một số vấn đề khó khăn riêng. I've been experiencing some personal problems. Nó ảnh hưởng đến khả năng học hành của em. It's interfered with my ability to study. Em thấy khó có thể tập trung làm bài luận được. It's been difficult to concentrate on my essay.
Em phải trở về nhà càng sớm càng tốt. I have to return home as soon as possible. Em sẽ không thể làm xong bài vở trước tháng 11. I won't be able to complete my assignment before November. Khi nào em mới thi? When can I sit the exams? Cảm ơn thầy đã dành thời giờ tiếp em. Thanks for your time. You're listening to English for Study in Australia. Các bạn đang theo dõi loạt bài tiếng Anh du học ở Úc. Và bây giờ, chúng ta thử nghe xem một học sinh ngoài phố trả lời như thế nào nhé. Chào bạn, bạn là sinh viên ở đây có phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Bạn có thể tham gia trả lời phỏng vấn cho chương trình của Đài Úc được không? Dạ được chứ. Chúng tôi đang nói về đề tài xin gia hạn thời gian làm bài kiểm tra. Thế bạn có bao giờ phải xin gia hạn như vậy chưa? Dạ có rồi. Mình nhớ là mình đã đến gặp giảng viên của mình trước để thảo luận, rồi mới chính thức nộp đơn xin gia hạn thời gian làm bài. Thế giảng viên của bạn có hiểu ý bạn muốn nói gì không? Dạ có chứ, nhưng mà mình phải nói mãi thì cô ấy mới hiểu, bởi vì cô ấy không biết mình là ai và đó là lần đầu tiên mình gặp cô ấy. Ồ thế à? Trước đó vì mắc cỡ nên mình chẳng bao giờ dám nói chuyện với cô ấy cả. Thành thử ra mình phải cố gắng lắm mới có thể trình bày được vấn đề của mình trong lần nói chuyện đầu tiên đó. Mình cũng cố gắng nói cho cô ấy hiểu là mình phải kiếm một chỗ ở khác, bởi vì cạnh nhà mình lúc đó có một ban nhạc rock và họ rất là ồn ào, thành thử ra mình không thể chú tâm viết bài luận cho đến khi tìm được một chỗ ở mới. Tôi thấy vấn đề cũng đơn giản chứ có gì đâu. Mình cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng khi mình giải thích lý do xong thì vẻ mặt của giảng viên trông rất sửng sốt. Cô ấy hỏi xem mình sống ở đâu. Mình trả lời là mình sống gần trường đại học. Thế là cô ấy hỏi tiếp xem mình có biết những con wombat từ đâu tới không? Wombat à? Có phải bạn muốn nói tới loài động vật mập tròn đi đủng đỉnh Úc phải không? Phải rồi. Cô ấy sững sờ là phải, bởi vì mình phát âm từ đó trật lất. Mình cố gắng phát âm hai chữ rock band, nhưng cô ấy tưởng là mình muốn nói đến wombat. Vì thế khi mình nói mình không thể sống cạnh một ban nhạc ồn ào, thì cô ấy lại nghĩ là mình bị những con wombat kéo vào sân nhà quấy rầy vì những tiếng kêu của chúng. Làm sao mà có chuyện đó được phải không? Wombat đâu có sống ở thành phố và chúng cũng rất nhút nhát, chứ đâu dám bén mảng tới gần nhà ai. Vâng, mình biết mà. Chính vì thế cô ấy trông mới sửng sốt như vậy. Tuy nhiên dù sao đi chăng nữa thì cô ấy cũng đã gia hạn thời gian cho mình rồi, và thế là mình chẳng bị sao cả. Thế thì hay quá. Tôi hy vọng là bạn cũng sẽ tìm được một chỗ ở mới yên tĩnh hơn. Vâng, mình tìm được rồi. Xin cảm ơn bạn. Thế thì tốt rồi. Thôi, cảm ơn bạn nhiều nhé. Vâng, chào bạn. Theo tôi nghĩ bài học ở đây là khi học một ngôn ngữ mới, phát âm không đúng là vấn đề không thể tránh được. Cho dù đôi lúc bạn cảm thấy lúng túng, ngại ngùng hay chán nản, ít ra bạn cũng có một câu chuyện tấu lâm nào đó để kể cho bạn bè nghe chơi. Và bây giờ mời bạn nghe một phần trong bài hội thoại hôm nay, rồi lặp lại từng câu một. Mời bạn lắng nghe và lặp lại. Professor Smythe, I'm John Lee. Yes, John, come in. You can call me Alan. Take a seat. Thanks for seeing me at such short notice. That's okay. You said you had some bad news. Yes, I received word this morning that my father's had a heart attack. And I might have to fly home. Oh dear. I'm very sorry to hear that, John.
Yeah, I've been trying to call my mum to find out what's happening. She must still be at the hospital. It's happened at a very hard time, too. You've almost finished your course, haven't you? Just one last report and the exams. Could you tell me how I can apply for an extension? Đã đến lúc chúng tôi mách nước để bạn biết cách viết một bài luận. Thế nào đi chăng nữa, bạn cũng phải viết một bài luận văn nào đó, dù bạn học môn nào đi chăng nữa. Trước tiên, bạn nên chọn một đề tài bạn thích. Lý do là vì bạn thường sẽ làm việc hăng say hơn nếu đề tài đó cuốn hút bạn. Nếu bạn lúc nào cũng lo đếm chữ để xem bài luận đã đủ số chữ chưa, thì đây là dấu hiệu cho thấy bài luận ấy chỉ là một bài trống rỗng bởi vì bạn đã không chọn được đề tài mà mình thích. Giáo viên hay giảng viên của bạn sẽ cho bạn một danh sách các đề tài đã được giảng giải trong lớp. Vì thế, nếu bạn ghi chép bài vở cẩn thận, bạn đã đi được nửa đường rồi đó. Bạn nên dùng những nguồn tài liệu tham khảo khác nhau. Nếu bài luận của bạn có tới 5 hay 6 tài liệu tham khảo, thì thư mục của bạn hẳn sẽ gây được một ấn tượng khó quên. Tuy nhiên, bạn phải thu xếp giờ giấc đọc qua tất cả các tài liệu ấy, bởi vì giảng viên của bạn sẽ biết là bạn có thực sự đọc những tập tài liệu đó hay không, hay bạn chỉ để biểu diễn mà thôi. Bạn cũng đừng trích dẫn bất cứ điều gì bạn tìm được trên mạng Internet. Bất cứ ai cũng có thể tự xưng là chuyên gia, cho dù trang web của họ thật ra chỉ toàn là bài vở nặng tính chất riêng tư. Bạn phải dùng những nguồn tài liệu đáng tin cậy. Bạn phải xem nhà xuất bản tài liệu có uy tín hay không, hay tác giả có được công nhận là chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan hay không. Cố gắng bắt tay vào viết bài luận càng sớm càng tốt. Đừng đợi cho đến khi tuần cuối cùng rồi mới bắt đầu viết. Bạn sẽ nhận được đề tài vào đầu khóa học, để bạn có thời gian tìm tòi và nghiên cứu ngay. Bạn phải lên kế hoạch ghi chú những điểm chính trong bài luận. Đầu tiên, bạn chỉ viết nháp thôi. Ít lâu sau, hãy đọc lại bản nháp đó để sửa chữa hay bổ túc. Bạn có lẽ sẽ thấy rằng có những đoạn nghe hay hơn so với lúc trước. Bạn nên đưa bài của mình cho một người hướng dẫn hay một sinh viên lớp trên, hay người nào đó đã hoàn tất có khóa học tương tự. Thế nhưng, họ sẽ không bằng lòng nếu bạn nhờ họ xem lại bài luận của bạn vào giờ phút chót. Đây chính là một lý do nữa buộc bạn phải chuẩn bị cho bài luận ngay. Để biết thêm chi tiết về vấn đề viết bài luận, xin bạn xem phần bài tập hôm nay. Trong phần tập phát âm chữ khó hôm nay, chúng ta sẽ tập phân biệt giữa âm V như trong fan và W như trong woman. Xin bạn lắng nghe và lặp lại càng nhiều lần càng tốt câu sau đây. We'll invite Viv over for wine and veal. We'll invite Viv over for wine and veal.